Nào có loa Yamaha mà không chơi em này thì thật sự là phí. Tôi có một con âm ly của Yamaha, con này có mã là 596, một con âm ly 2 kênh. Dòng cũng thuộc dạng sản xuất những năm gần đây. Sản xuất tại Malaysia, đến điện 100 mang về Nhật Bản dùng. Một con âm ly 2 kênh hay còn gọi là AB cộng B. Rất khỏe và gấu. Con âm ly này tôi bán giá 4,5 triệu. Hình thức thì còn tương đối. Nếu tổng thể con âm ly này còn rất mượt mà. Nếu nhìn kỹ thì sẽ có vài vết xước ở đây. Đây có vết xước nhẹ đây. Đây. Hơi cớn một tí tí như cái đầu tăm nha. Hơi cớn một tí như đầu tăm. Đây là tổng thể. Đây tí nữa. Như tổng thể con âm ly nhìn vẫn rất nuột nà. Giá 4,5 triệu đồng. Tôi đang chạy tín hiệu vào đường CD. Nút này nút direct các bác không được bấm. Đây là nút đường vào âm thanh, các bác vặn nó sẽ chuyển hệ. Mở cái nắp này ra nó sẽ có các hệ chức năng. Loudness, nút vặn, đặc trưng dòng Yamaha. Cân loa, bass chép, đánh hai đôi ấn cả vào. Nội thất con này thì siêu khủng luôn. Một con âm ly đời không quá cao, không quá sâu. Đây là mặt sau của em nó. Tổng thể còn rất mượt mà các bác nha. 180W điện 100V, số series là 312, âm ly 2 kênh mà 180W là khỏe lắm rồi. Trở kháng từ 4 ohm trở lên. Đây nó có hàng loa trên cực kỳ phê không các bác. Hàng loa A thì nó làm to đùng luôn này. Còn B bên dưới giống như những đôi loa thông dụng. Rất kiểu cách luôn. Âm ly này có đường pre, đường pin, chức năng pause, cầu chữ U. Một con âm ly gấu. Tôi sẽ mở nắp ra các bác cùng xem. Nội thất thì rất đẹp luôn. Bác nào có loa Yamaha không chơi em này thì rất phí đấy. Ngoài loa Yamaha thì các bác có thể ghép loa Nhật, loa Mỹ đều được. Bởi vì nó là một con âm ly khỏe. Nội thất bên trong đây. Sạch sẽ và gấu, rất gấu nha. Đây là hai tản nhiệt và mỗi bên bám vào nó là 4 con sò than, tổng là 8 con sò, nguồn to, hai tụ lọc to, nội thất sạch sẽ, thiết kế rõ ràng. Vâng, tôi sẽ mở to mời các bác cùng nghe. Một trăm tám mươi watt điện 100V, nội thất phê, hàng đánh khỏe. Con âm ly này nó đánh loa bass 30-35 đơn giản và các bác có thể ghép vang và hát karaoke gia đình nhẹ nhàng với được âm ly này vào những đôi loa chính hãng các bác nha. Bass chép là để giữ hết. Những buổi tan trường thường hay tìm nhau say mơ ngày sau. Nhặt cành hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên áo lụa xanh cỏ lá. Say xưa trao nhau kỷ niệm phút giây ban đầu. Tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai màu. Nói là chất âm nó quá khỏe luôn. Hay. Xin chào, hẹn gặp lại.